mở miệng không thằng nó phá 7 tỷ luôn mà, 7 tỷ mà bờ nó không biết. Đây bánh bèo thì có bánh mì chiên nữa kìa phải không? À, bánh mì chiên, bánh mì chiên làm giống tấp mỡ không? Chỗ này nổi tiếng lắm. À, một dĩa thôi. Để hai cây chả. Một cây nha anh, hết chả hả? Đây một dĩa chỉ có 20 ngàn thôi. Nhưng mà ở đây bán chỉ có tới buổi chiều. Buổi chiều là hết rồi. Chiều là tầm 6 giờ. Không có lẽ 5 giờ là hết hàng. Rồi chúng ta tạm dừng chút xíu nha. Rồi mình đi đâu xíu mình quay tiếp nha. Ở đây mình ăn thì cũng không có mắt. Bánh bèo 20 ngàn chất lượng luôn. Ly nước mía 10 ngàn là 30 ngàn. Ly chè, ly chè 20 ngàn là 50 ngàn. Ủa sạp của Hồng là ngay góc này đó hả? Dạ. Rồi chắc em tạm dừng cái video tại đây ha. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc bà con mình cuối tuần vui vẻ nha. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nha. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Quỳnh Thúc Kháng. Theo thẳng hướng này thì chúng ta sẽ đi về chợ cũ Tôn Thất Đạm và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thì trưa nay em dẫn cô chú anh chị bạn chúng ta cùng đi một vòng ở khu chợ Bến Thành nha. Hôm nay thì rảnh rỗi có sự có mặt của bạn Nị. Và hôm nay chúng ta sẽ đi vô một vòng trong chợ để xem trong chợ hôm nay giờ này có bán món gì ăn không ha. Trưa nay thì đợi con ngủ xong rồi chúng ta cùng đi lang thang ở khu vực gần nhà này. Và ở đây buổi chiều thì hôm nay không có nắng lắm, ảnh hưởng của cơn bão. Mưa thì không còn mưa nữa nhưng mà không có nắng, nhưng mà trời sáng quay phim vẫn đẹp ha. Hy vọng là những cái video thế này thì cô chú anh chị các bạn chúng ta cùng ủng hộ và xem chơi cho vui nha. Một ngày đi làm về vất vả rồi, bật tivi lên và mở Vinh Lâm TV, chúng ta cùng xem những hình ảnh về Sài Gòn, những đường phố, những cái chợ, những cái hàng quán, những cái căn nhà xưa, những cái con phố xưa. Ở đây thì cũng có rất là nhiều du khách. Khu vực chợ Bến Thành này thì là nơi tập trung của rất là nhiều khách du lịch của các nước. Chúng ta thấy có nguyên một đoàn luôn nè. Và nơi đây là công trường Quách Thị Trang, hiện đang làm cái tuyến metro, và bên kia là tòa nhà của chú Quả, khu chợ dân sinh. Và bây giờ chúng ta đi qua đường nha. Đây là đại lộ Lê Lợi, đại lộ Lê Lợi đi về Nguyễn Huệ nè, nhà hát lớn thành phố. Và Sài Gòn bây giờ là 3 giờ. Chúng ta thấy đồng hồ ở chợ Bến Thành vẫn còn ha. Đồng hồ cũng rất là đúng giờ. Ở ngoài đây thì có rất là nhiều du khách đi bộ, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều xe cộ lưu thông tấp nập. Chúng ta đang có mặt ở đây là cửa nam chợ Bến Thành. Thì nhân tiện hôm nay đi vòng vô đây chơi rồi sẵn, biết đâu trong những hình ảnh này chúng ta lại nhìn thấy được những người quen. Rồi mình xem coi cái
đầu chợ theo lời chia sẻ của cô chú anh chị thì có những cái hàng quán, những cái sạp bán đồ cưới, rạp cho thuê đồ cưới, nhưng mà không biết ngày nay có còn hay không. Chúng ta thấy rất là nhiều du khách đi taxi, xích lô, và mình vô cổng chính nè. Ngôi chợ này thì chúng ta đi vô rất là nhiều lần rồi, nhưng mà khu này thì mỗi ngày mỗi khác. Và bên tay trái là sạp bán đồng hồ, bên tay phải là bán quần áo. Rồi chúng ta đi nha. Hồ Niệm muốn ăn gì? Ngôi chợ này là ngôi chợ rất là xưa rồi, có kiến trúc giống như chợ Tân Định hôm qua chúng ta đi vậy đó. Đây bán rất là nhiều vải, giống như là ở chợ Đại Quang Minh Xói Kình Lâm. Vải may áo dài ha. Madam người Nga. Người Nga thì không mặc áo dài được. Sợ. Hả? Sợ. Áo dài thì body thon gọn, nhưng mà người Nga thì làm sao mà áo dài được. Áo dài nó thêm áo thun. Ở đây là quầy bán đồ lưu niệm. Hồng Quân. Hồng Quân đó là của cô Hồng đó, tới sạp bán bánh kẹo. Vô đây là nghe mùi thơm của coffee, và bên đây trái cây. Một thứ rồi đúng không? Sari, măng cục, qua đây là khu ăn uống rồi nè. Bắt đầu là bị được chào mời nè. Chúng ta sẽ đi một vòng xem món ăn như thế nào nha. Đầu tiên là bún. Bún cơm tấm, phở. Rất là đông các thực khách. Theo thẳng hướng này là mình ra cửa bắc chợ Bến Thành. Ăn gì em ơi? Bún bò, bún mắm, bún xíu, bánh canh nè em. Có cơm, có mỡ nè. Này ăn cái gì? Bánh bèo không? Bánh bèo hả? Rau má, phở. Đây, có phở tôm nữa ha. Nghe nói chè là em có mặt liền. Để đi vòng ơi. Chè ở đâu ta, chè ở đâu ngon. Bún măng vịt. Quá trời. Vô đây là ngợp món luôn á. Giờ cũng 3 giờ rồi, ăn nhẹ nhẹ đó, mứt kẹo cũng bánh bún vịt, bánh bèo Huế 20.000 một dĩa. Ngay chỗ này bánh bèo Huế chỗ này nổi tiếng lắm nè. Và ra đây chúng ta sẽ ra cửa Tây và Bến Thành.
bèo không? Đi ăn đi. Hả? Đi ăn không? Bèo bèo. Lên đây ngồi đi, kiếm chỗ ngồi đi. Chỗ này đông lắm, nổi tiếng. Ai mà thích bánh bèo thì không thể bỏ qua cái chỗ này được. Mở miệng không? Thằng nó phá 7 tỷ luôn mà. 7 tỷ mà bờ nó không biết. Đây bánh bèo thì có bánh mì chiên nữa kìa phải không? Bánh mì chiên. Bánh mì chiên làm giống tấp mỡ không? Chỗ này nổi tiếng lắm. À, một dĩa thôi. Để hai cây chả. Một cây nha anh hết. Hết chả hả? Ở đây chả ngon. À. À, nhìn dễ hấp dẫn chưa? Uống cái gì đi, uống cái gì? Chè. Chè, đây có chè gì? Ở đây kêu hoa hoài khác. Thôi đi ăn đi. Hương vị sao? Ngon. Cái dầu mình, cái dầu nhân lắm, cái dầu lẹ. Chỗ này rất là đông luôn. Người Việt, người Tây, người nước ngoài rất là nhiều á đó. Ủa nhưng mà quay qua người Việt không? Không, mình thấy đa số là người Việt ăn không? Nói quen miệng tại vì khu này rất là nhiều người nước ngoài, nhưng mà cái món này hình như là người Việt mình rất là thích nên thành đó. Không ngon thiệt. Ngon không? Để thử cục á. Tiếc là hết chả rồi. Đây thích ăn chả đây thôi. Bánh này ăn chả ngon. Cái này là bánh gì đó, bánh bột lụ. Cái nước mắm. Nó vừa mặn mặn, vừa chua chua, vừa ngọt ngọt. Nó vừa ăn, không bị tanh mùi nước mắm. À, đây có số điện thoại luôn nè. 028-3520-1949. Một ly mía đi anh. Dạ. Đợi anh kêu nãy giờ luôn á. Nhưng mà tại ở bên kia không có biết bưng qua đây được hay không nên ngại. Đây một dĩa chỉ có 20.000 thôi, nhưng mà ở đây bán chỉ có tới buổi chiều. Buổi chiều là hết rồi, chiều là tầm 6 giờ, có lẽ 5 giờ là hết hàng. Rồi chúng ta tạm dừng chút xíu nha, rồi mình đi đâu xíu mình quay tiếp nha. Chai uống nước đi. Rồi chúng ta tiếp tục đi tham quan một vòng nữa nha. Tham quan sao, thấy sao? Ở bánh bèo đó rất là nổi tiếng. Giá chỉ có 20.000 thôi. Đủ màu hết à? Sweet. Bên đây là khu vực nước à. Em muốn ăn chè gì? Xương sa, hạt lựu, đậu xanh, sâm bổ lượng, hạt sen. Ngồi đi, ngồi lên đây. Vậy ăn kèo uống gì mà đi? Chè. Dạ đúng rồi, ăn đủ sống, 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 ăn đ
Một ly hả chị? Một ly là uống gì? Dạ chắc là thôi uống ly trà. Sao đây 5 ly ba ơi? Thôi một ly trà nữa. Chiên trà đá hả? Dạ đúng rồi. À, đây là có thực đơn chanh dây dừa lạnh nước mía. Ủa mới uống nước mía xong. Soda. Cam vắt, trà líp tông, mía cam, sinh tố dâu, mũ chè đâu. Không có chè. À, chè đó này, cái này sao bố lường. Ra là đây. Chè thập cẩm. Chè thái, sầu riêng, sâm bổ lượng, chanh dây, chanh đá, đá chanh, sinh tố, sinh tố xoài. Giờ nãy thì tao uống nước rồi, là ra bây giờ. Vô trà đá. Uống nước mía, trà đá, dễ khác. Vô đây là gặp trời ăn uống luôn á. Ăn mà. Nhưng mà bữa trưa khách đông lắm. Ở đây là có bún bò. Bún bò Huế này, nhung này. Thiên đường ăn vặt, khỏi đâu xa hết. Cái gì? Hẻm hai bà trứng hả? Mắc cỡ. Trời ơi, đẹp trai quá ơi. Đẹp trai quá ơi. À, đây là vịt đại đen. Rồi hạt sen. À, bên là bánh lọt nha. Bánh lọt. Bia nước ngọt. Rồi, chúng ta chờ chút xíu nha. Rồi, chè ra tới rồi. Cái này gọi là chè thập cẩm hả? Ồ, có. Có chân trâu, có nhặt lụ. Ồ, quá trời luôn kìa. Có bánh lọt nữa kìa. À, cái ly này là hội đầy đủ những cái tô trên đây nè. À, hạt sen rồi khổ tay. Ủa không khổ tay bánh lọt. Củ năng rồi nhãn nhục. À, gom vô cái ly như thế này. À, có nước cốt nữa. Cốt dừa. À, nước cốt dừa. Hút xong bên này chiều khỏi ăn cơm luôn. Vua ăn giặt. Ngon không? Ở đây mình ăn thì cũng không có mắt. Bánh bèo 20.000 chất lượng luôn. À, ly nước mía 10.000 là 30.000. À, ly chè. À, ly chè 20.000 là 50.000. À, ly trà đá chắc không tính tiền. Mình tính tiền 5.000 nữa thôi, 55.000, 100.000 đi. À, rất là ngon, 100.000 đi vòng vòng chợ Bến Thành ăn no luôn. $5. Rồi, em tạm ngừng nha, chút xíu nữa chúng ta sẽ đi tiếp nữa nha. Rồi, chúng ta đi tiếp tục nha. À, mình vừa ăn chè xong. À, ly chè chỉ có 20.000 và
ly trà đá 5.000 hoặc là 25.000 thôi. Đây cũng có bánh bèo nè, bún bò Huế nữa. Qua sạp này nãy mình đi rồi. Bún xuông, đây ốc. Dạ. Đây cơm tấm. Dạ đây. Và đây là hải sản. Và ngọc lớn quá hả? Rồi mình đi hết một vòng khu ăn uống rồi. Bây giờ mình đi một vòng nữa rồi chúng ta sẽ chia tay. Hẹn gặp lại các anh chị bạn trong những video sau nha. Một số hình ảnh ở khu vực ăn uống chợ Bến Thành gửi đến cô chú anh chị và các bạn để có dịp chúng ta về đây và thưởng thức thức ăn thì không có đắt, vừa ăn, giá cả rất là hợp lý. Bao nhiêu? 55.000 là mình thấy no rồi. Mà vẫn có thể ăn được nữa, nhưng mà tại vì chiều ăn cơm nữa nên thành ra mình ăn ít thôi. Nếu để cho bà con xem nếu cho bà con xem chơi cho vui thôi, phải không cô? Bây giờ mới đâu chơi. Bây giờ đâu mất biệt kia trời. Ở đây là sạp bánh kẹo. Hồng Quân. Có đợi có để con đi ăn vòng. Đây có bánh kẹo. Mứt bưởi. Cái món này ngon nè. Kẹo kéo. Ủa sạp của Hồng là ngay góc này đó hả? Dạ. Rồi em xin tạm dừng cái video tại đây ha. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc bà con mình cuối tuần vui vẻ nha.